Giới thiệu với các bạn, mình là Robert Sami. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái thực đơn cơm hàng ngày của các bạn. Thì trong thực đơn của mình hôm nay sẽ gồm có 3 món. Món thứ nhất đó là món canh. Thì chúng ta sẽ làm là canh thịt bò nấm. Rồi món thứ hai của chúng ta là canh thịt bò nấm. Thì đây có ra phần nấm và thịt bò. Thì nấm thì tất cả các loại nguyên liệu nấm nào mình thích dùng thì mình cứ việc mua để mình sử dụng trong bữa cơm của mình. Còn món thứ hai đó là salad. Salad đây là salad bắp cải ngũ sắc. Thì trong đây chúng ta sẽ có bắp cải tím, bắp cải trắng và húng lủi, cà rốt. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có món mặn. Đó là món mặn của chúng ta, đó là cánh gà sốt chua ngọt nha. Thì bây giờ trước tiên thì mình sẽ làm cái nào lâu thì mình làm trước. Thì mình sẽ làm trước tiên là mình sẽ làm cái món là cánh gà sốt chua ngọt trước. Thì cái cánh gà chúng ta mua về thì cái cánh gà nó như vậy. Cắt ra mấy bạn, cắt ra ha. Mấy bạn cắt nhỏ ra. Xong rồi bắt đầu chúng ta sẽ trộn với một tí xíu gia vị. Rồi mình trộn liền đây. Cánh gà thì tùy theo mỗi gia đình. Ví dụ ở đây là gia đình mình là khoảng 4 người. Thì ở đây mình mua là một cái 5 cái cánh gà. Thì mấy bạn cắt đôi ra thì nó sẽ được 2 miếng như vậy. Thì bây giờ mình sẽ trộn. Thì mình sẽ cho vô đây là một ít tỏi, một muỗng cà phê tỏi, một muỗng, nửa muỗng cà phê bột nêm. Đây, nửa muỗng cà phê bột nêm. Xong rồi chúng ta bóp đều lên. Sau đó chúng ta trộn đều lên. Thì chúng ta để ướp khoảng chừng 10 phút, 15 phút gì cũng được. Thì chúng ta sẽ để qua một bên ha. Cái cánh gà tạm thời chúng ta để đây một chút xíu cho bạn ấy nghỉ một chút, cho cái gia vị nó thấm vô. Sau khi chúng ta đã ướp cái này được một khoảng thời gian, cái cánh gà của chúng ta thấm rồi, bắt đầu chúng ta sẽ cho đi chiên nha mấy bạn. Để chiên được cái cánh gà này thì chúng ta sẽ lăn cánh gà qua bột chiên khô. Bột chiên nhưng mà lăn khô, mình gọi là bột chiên khô. Đây, thấy mấy bạn nha. Mình sẽ làm như thế này. Mình lăn qua rồi thì cái tay của mình á, mình bóp lại. Mình bóp về để cho cái bột khô nó ôm vô cái cánh gà. Cái mình để nó qua một bên. Cứ một được bạn nào mình lại để một bạn qua một bên. Thì mình lại tiếp tục cho cái thứ hai. Rồi mỗi lần mình nhấc ra là mình bóp cho cái phần mà bột dính vô cái cánh gà nha các bạn. Tại sao mình lại không lăn qua bột ướt? Tại vì mấy bạn nếu như lăn qua bột ướt á, thì cái cánh gà nó sẽ rất là dày, cái lớp vỏ nó sẽ rất là dày, thành ra ăn sẽ mất ngon đi. Mình chỉ lăn qua một lớp mỏng để chiên cho cái cánh gà nó có cái độ bám, cái sốt vô ha mấy bạn ha. Bạn nên chiên với lửa với dầu ngập nha. Thì cái cánh gà của chúng ta nó sẽ ngon và sẽ chín đều và không hút dầu nhiều. À đây là phần cánh gà chúng ta đã chiên ha các bạn. Mình chiên lần đầu á thì cái cánh gà nó sẽ lên vàng như thế này nè. Các bạn cố gắng là cho cái dầu nó hơi bơ bơ chút xíu, còn cái dầu này chúng ta có thể cất để dành chúng ta chiên cá, chiên gà cho lần sau không có sao hết. Các bạn đừng có nghĩ là dầu cũ ăn sẽ bị độc. Đúng, dầu cũ ăn độc, nhưng mà chúng ta chỉ chiên chừng 2 lần hoặc 3 lần là đủ rồi. Đây là chúng ta nè, vớt ra ha. Mấy bạn vớt ra. Vớt cánh gà ra thì cái màu nó hơi ngả vàng vậy nè mấy bạn là được rồi. Nhưng vì đừng có để vàng quá thì chúng ta chiên lại lần thứ hai á, nó quá nâu thì nó sẽ mất ngon. Thành ra bây giờ chúng ta sẽ cho cánh gà này nghỉ một chút để cho cái cánh gà của chúng ta nó nguội. Khi nó nguội như vậy mấy bạn chiên lại thì cái độ giòn vỏ nó sẽ có và không bị mất nước trong gà nhiều. Chúng ta ăn sẽ gà nó sẽ mềm. Rồi mình để đây chờ ha. Thì trong khi chờ gà nguội chúng ta quay qua chúng ta làm nước sốt. Thì cái nước sốt của chúng ta sẽ làm trong đó sẽ có là một thìa cà phê gừng băm nhuyễn. Rồi chúng ta sẽ băm thật nhỏ cái phần gừng này để cho cái nước sốt của chúng ta nó sẽ có mùi thơm đặc trưng. Rồi đây là phần gừng đã băm nhỏ rồi ha mấy bạn. Bắt đầu mấy bạn nhìn mình làm nước sốt đây. Rồi bây giờ để làm sốt được cái món sốt cánh gà chua ngọt của mình thì mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê gừng ha mấy bạn. Rồi chúng ta sẽ cho một muỗng cà phê hành tím băm, một muỗng cà phê tỏi băm,
rồi tảo đều. Cái trà hỗn hợp này vừa thơm thôi nha các bạn. Rồi vừa thơm chúng ta sẽ cho vô đây 1/2 chén nước. Vừa thơm thôi, chúng ta không làm quá vàng nha. Một phần hai chén nước, chúng ta cho vô 3 muỗng tương ớt. 3 muỗng là mấy bạn 3 muỗng bằng thôi nhé. Nếu ai ít ăn cay được thì chúng ta giảm cái phần tương ớt xuống. 3 muỗng tương ớt, 3 muỗng tương cà, 3 sẽ cho vô đây 2 muỗng vung cà phê đường. Một phần 2 muỗng cà phê bột nêm. Rồi chúng ta cho vô đây 1 muỗng ăn dầu hào. Rồi để xem cái vị của chúng ta đã vừa ăn thì chúng ta có thể nếm. Bạn nào thích chua hơn một chút thì chúng ta có thể cho vào đây một chút xíu giấm. Thì ở đây mình sẽ cho là 1 muỗng cà phê giấm nè. Rồi nhả giấm vô đây để cho cái vị nó vừa chua ngọt. Các bạn có thể tăng liều lượng đường và giấm theo ý thích của mỗi khẩu vị gia đình. Rồi bây giờ cái sốt của chúng ta xong, chúng ta tắt, chúng ta để đây. Thì chúng ta quay trở lại khi cái cánh gà của chúng ta đã nguội bớt rồi, chúng ta cho vào nồi chúng ta chiên tiếp lần thứ hai. Ha, lần này là chúng ta sẽ chiên nó thật vàng nha mấy bạn. Sau khi cái cánh gà bắt đầu nó vàng, cái màu nâu mà theo ý muốn của chúng ta là nâu, vàng nâu gì, thì bắt đầu cái cánh gà chúng ta đã giòn và đã chín hết bên trong. Bây giờ bắt đầu chúng ta lấy ra nha các bạn. Chúng ta lấy ra xong rồi chúng ta cho luôn vào trong này để chúng ta đảo cho cái sốt nó bám vào trong cái cánh gà ha các bạn. Chứ chúng ta đảo đến khi nào mà cái sốt á nó áo đều hết cái cánh gà của chúng ta thì thôi. Và nếu như vậy thì thời gian nó sẽ làm cho cái sốt sánh đặc lại, bao hết lên cánh gà ha các bạn. Rồi cánh gà nó được bao hết. Rồi chúng ta sẽ bây giờ bắt đầu cô chuẩn bị hành lá để trang trí vô. Rồi bây giờ cánh gà của chúng ta đã xong, chúng ta sẽ ra món cánh gà. Rồi chúng ta cho một ít hành lá lên. Rồi chúng ta rải một ít mè thơm. Rồi đây là món cánh gà sốt chua cay ngọt cay của chúng ta đã xong hết các bạn. Rồi